Chào mừng tất cả các bạn đã đến với chuyên mục tô màu vẽ tranh trên kênh YouTube của mình. Và hãy cùng mình tô màu cho bức tranh về một bông hoa có rất nhiều cánh và rất là đẹp với nhau. Mình sẽ sử dụng những cái bút chì màu của mình để tô màu cho bức tranh về cây bông hoa này. Mình sẽ sử dụng màu cam để tô màu cho phía bên trong cho những cánh hoa. Tiếp theo cánh hoa phía bên này mình sẽ tô màu cam luôn. Một bông hoa với rất cái cánh rất là rộng, vì vậy nên mình sẽ tô thật là kỹ cho những cái cánh hoa này nhé. Tiếp theo là màu vàng xanh và cái quả chuối này. Tiếp theo mình sẽ sử dụng cây bút chì màu xanh lá cây của mình để tô màu cho những cái chiếc lá phía bên ngoài của cây hoa này. Tiếp theo mình sử dụng màu nâu để tô màu cho cái mặt và bụng của con kiến. Lá phía sau này cũng sẽ được mình có màu xanh luôn nha. Phần cuốn của bông hoa này mình sẽ sử dụng màu nâu để tô cho phần cuốn bông hoa này nhé. Và phần nhụy hoa của bông hoa này mình sẽ sử dụng màu vàng để tô cho phần nhụy hoa này nhé. Tiếp
Và video tô màu tôi chú kỹ này chúng mình đến đây là kết thúc nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Nhớ like và subscribe cho chúng mình. Xin chào. Và mình đã tô màu xong cho bức tranh về bông hoa rất là xinh đẹp này rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video tô màu cho bức tranh này của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha. Bye bye.